Hello, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tủ điện dành cho bơm gia đình ha, bơm gia đình hay bơm công nghiệp gì cũng được, nói chung là tùy vào công suất máy bơm thôi. Thì cái tủ này thì nó rất đơn giản, nó vừa có chế độ chống báo, có chế độ báo vôn này, báo ampe này bằng đồng hồ điện tử này, rồi đuôi nhiệt ha, chống cháy quá tải nó sẽ nhảy ha, nó sẽ không cho nó chạy nữa. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ đấu vào một cái điều là phao 5V ha, một cái phao điện 5V, phao điện sử dụng 5V để mà lên bồn nước thì nó sẽ an toàn hơn. Thì mình đã nói sơ qua bên mình ha, cái này bên mình cung cấp nhiều rồi. Đây là đồng hồ này, là đồng hồ báo vôn này, đồng hồ này báo ampe này, công tắc này có 3 chế độ ha, để ở giữa là tắt này, mở qua bên trái này là tay này, chạy tay, tức là mở chạy lúc nào nó không chạy hết đó. Các bạn tắt lại thì nó mới tắt. Còn một có phao là chế độ tự động ha. Bây giờ mình cấp nguồn ở đây mình chỉ cấp tạm để quay cho mọi người biết thôi ha, tại vì cái này mình gửi đi ra ngoài Bắc thì cái này mình sẽ bật nguồn lên. Đây là đấu nguồn này, máy bơm này, mình có mật chỉ hoàng với phao ha, mình có chỗ chỉ luôn, thì bật vào thì nó sẽ lên. Báo điện này 227V này, ampe này, ampe này ampe này chừng nào máy bơm chạy thì nó mới nhảy nha, không có máy chạy là nó không có nhảy số lên đâu. Rồi ok, ở đây thì mình cắm cấp nguồn cục nguồn này 5V cho thiết bị này. Thì mà mình sẽ đấu gọn ở trong cái tủ này riêng, bây giờ mình test cho mọi người thôi. Bây giờ mình sẽ mở qua chế độ tay cho mọi người xem. À, chế độ tay thì khởi động từ nó sẽ nhảy này. À, rồi bây giờ mình sẽ mở qua chế độ tự động. Đó, chế độ tự động ha. Nó không có nhảy đâu tại vì mình chưa có đấu chưa có test. Thì ở đây hai cái sợi này là hai sợi phao. Hai sợi phao này cũng hai sợi lên bồn nước ha, nó sẽ qua cái bộ bo khiển này rồi, qua cái bộ bo này rồi ha. Thì mình sau khi ở đây mình không có bị giật đâu nha, ha. mình chạm điện bình thường này, mình chạm vào là khởi động từ nó nhảy ha, nó rất là bình thường, không có gì cả, nó chỉ là 5V thôi, rất là nhẹ, rất là an toàn. Mọi người cái bồn nước của mọi người trên cao á, sử dụng cái này thì nó an toàn hơn, mức độ rò rỉ nước là sẽ không có luôn, rò rỉ điện là không có luôn ha. Mức độ rò rỉ điện là không có. Sử dụng bền cho cái phao điện nó sử dụng có 5V thì nó xài viễn viễn ấy cũng phải được 5 năm đấy. Sợ nắng quá nó mới hư thôi. Chứ còn tại vì khi mà mọi người xài cái phao điện không nhiều, phao điện với máy bơm á thì nó sẽ cái tiếp điểm của phao điện nó sẽ yếu. Nó sẽ dễ bị cháy chỗ tiếp điểm đó. Giờ mình xài qua cái bộ này thì mình bao vừa an toàn mà vừa bền nữa ha. Bây giờ cái tủ này mình ship đi toàn quốc ha. Cái này mình quay để giới thiệu cho khách biết luôn ha. Người mua thì cứ liên hệ số điện thoại của mình ha, trên màn hình ha. Ok, cảm ơn mọi người.